bọt hơi nhiều. Có gì anh em thông cảm. Thôi, kẻ vui một chút vậy thôi. Chúng ta sẽ đến với game thi đấu quyết định ở trong kèo đấu giữa Nigma Galaxy cùng với 300. Đội tuyển nào chiến thắng ván thi đấu này sẽ là đội tuyển giành vé, sẽ không có thể bất kỳ một ván thi đấu nào nữa. Ván thi đấu này đã là ván thi đấu cuối cùng của kèo BO5 này rồi. 300 tiếp tục bị dồn vào thế chân tường. Và ở trong ván đấu bị dồn vào thế chân tường thì họ đã mang ra một vị tướng mà chưa có đội tuyển nào sử dụng tại giải đấu này. Đó là Lilia. Và đó cũng là con bài trừng phạt rất đau đớn và những sai lầm của Nigma Galaxy. Và đấu này thì cũng đã có một cái sự bất ngờ khác khi mà 300 đã quyết định là đổi sân sau rất nhiều ván họ ở bên phần sân màu đỏ và chuyển sang phần sân màu xanh. Liệu những bất ngờ này có thực sự giúp cho 300 tiến lên một cách kỳ diệu như câu chuyện của những của 300 chiến binh Spartan hay không đây? Rồi, ván thi đấu này thì 300 cấm Yumi, cấm Jay. Ít ra thì 300 ở ván thi đấu quyết định này thì họ đã có sự rút kinh nghiệm. Rõ ràng là mặc dù thất bại trong ván thi đấu vừa rồi nhưng mà cái cặp Yumi cùng với Aatrox của bên phía Nigma Galaxy vẫn là quá khó chịu đi. Nếu không xuất phát từ những tình huống quan game của Nigma Galaxy thì cái cặp này và đây cái cặp mà gần như là 300 không có lời giải ở giai đoạn đầu và giữa ván thi đấu, cho nên là họ quyết định là cấm đi Yumi. Lần này thì Nigma Galaxy không ở bên xanh nữa nhưng họ vẫn quyết định là cấm đi Fiora và cả Aatrox nữa. Và chúng ta chờ đợi xem sự lựa chọn đầu tiên của 300 ở trong trận thi đấu này là gì. Ít nhất thì sẽ không có Aatrox một lần nữa dành cho Nigma. Chính xác. Và khi không có Aatrox thì bên phía của 300 đã ưu tiên Camille ở trong đội hình này của mình. Camille trong đội hình của 300 ở những ván đấu được sử dụng thì họ vẫn đang cố gắng tận dụng những pha bất lẻ một cách đột biến từ một khoảng cách rất xa. Để đảm bảo được điều này thì bên phía của 300 cần có những chất tướng hoặc là một đội hình cũng cần có một sự cơ động nó tương xứng với con bài Camille để có thể có được những pha bắt lẻ của đội hình đối phương. Và tước ngay Galio đến từ Nigma Galaxy để tránh đối phương có được bộ combo hủy diệt đó là tối hậu thư và siêu giáng thế. Lấy luôn Galio và sau đó chọn luôn cả Riven nữa. Như vậy là Tatsuri ở trong trận thi đấu này sẽ không được động tay đến cung bài Riven mà anh ta ưa thích. Anh ta sẽ có Renekton ở trong ván này nếu như anh ta muốn lựa chọn. Nhưng trước hết thì chắc chắn là sẽ lấy Karma sự lựa chọn thứ hai dành cho 300. Một con bài hỗ trợ cực kỳ mạnh và có khả năng kết hợp cực kỳ tốt với đội hình nhiều đấu sĩ. Và với Karma được xuất hiện sớm như thế này thì 300 ở trong ván thi đấu này hoàn toàn có thể nghĩ đến một đội hình với 4 đấu sĩ. Họ sẽ không cần một chất tướng tay dài nếu như họ đã có Karma ở trong đội hình như thế này. Chính xác. Và đã có thêm ngộ không dành cho đội hình này. Ngộ không ở trong trận thi đấu này đã từng xuất hiện một lần trong tay của Aaron. Aaron đã thi đấu rất khéo và triệt để với con bài ngộ không để có thể câu chiêu thức, câu nguồn tài nguyên giao tranh của đối phương. Liệu trong tay, còn chưa biết là trong tay của thành viên nào bên phía của 300, nhưng theo dự đoán của tôi có thể phần nhiều sẽ thuộc về bên phía của Tatsuri hoặc tùy vào kèo rừng đến từ bên phía Nigma Galaxy. Tại vì bây giờ có Zik, có Galio thì 300 đang dự đoán trước là Nigma Galaxy có thể nghĩ đến con bài Kha'Zix ở vị trí đi rừng. Thì có gọi không đâu đó cũng có thể đảm bảo được, có thể counter vào con bài này. Hoặc thậm chí là cấm luôn Kha'Zix ở lựa chọn kế tiếp đến từ 300 cũng là hợp lý. Có lẽ sẽ là cấm đi Kha'Zix thôi. Bởi vì nếu như để cho Kha'Zix lọt vào trong đội hình Nigma Galaxy thì cũng sẽ là quá nguy hiểm. Kha'Zix vẫn là một con bài tương đối ít lời giải ở trong giải đấu chuyên nghiệp ở thời điểm này. Và chúng ta cùng tiến đến phase cấm thứ hai. Bên phía của Nigma Galaxy họ đã có cặp đôi được rồng rồi, đó là Zik cùng với Galio. Và họ sẽ cấm đi những quân bài khác có khả năng kết hợp tốt với lại Karma, có khả năng giữ sai tốt như là Gragas, như là Nautilus. Liệu là Nautilus có là sự lựa chọn cấm của Nigma Galaxy hay không? Hay là họ sẽ cấm vào những vị trí khác? Chính xác. Trong kèo đấu BO5 này thì chưa có bất kỳ một ván đấu nào mà Nautilus được sử dụng. Và sẽ cần phải hết sức toàn tính đến từ 300 ở trong tình huống này. Một trong hai vị tướng mà Nigma Galaxy có thể lấy luôn. Nhưng mà thực ra thì có Galio rồi thì bên phía của Nigma Galaxy có lẽ sẽ không lấy Nautilus đâu. Thế cho nên không, lượt cấm vào Kha'Zix sẽ là hợp lý. Đồng ý. Ý tôi là Nigma Galaxy sẽ cấm luôn cả Rakdos và Nautilus cơ. Nhưng thay vì cấm Nautilus thì lượt cấm cuối cùng của Nigma Galaxy họ lại dành vào con Rakan. Như vậy thì đó là một lời tuyên bố của Nigma Galaxy. Họ tự tin thả của Nautilus cho bên phía của đối phương, mặc dù Nautilus là một vị tướng có thể kết hợp rất tốt với Karma trong những vai giao tranh tổng. Sự lựa chọn đầu tiên của Nigma Galaxy trong phase 2 đó là con Yone. Yone nằm trong tay của Zetchi. Phần nhiều nằm trong tay của Zetchi, tôi nghĩ là như vậy. Rồi, và đội hình của bên phía 300 vẫn là rất khó đoán nha, khi mà có Z. Chat đã từng có một ván đấu sử dụng Z ở vị trí đi rừng. Nhưng với tốc độ đánh và đà thăng tiến sức mạnh quá nhanh của Nigma Galaxy thì Z ở trong ván đấu đó
không thể hiện được quá nhiều. Và không nằm ngoài dự đoán chúng ta, Nautilus đã được sử dụng dành cho 300. Nó cũng là hoàn toàn hợp lý ở trong bối cảnh mà Nick Melsi đã có Yone ở trong đội hình của mình. Với cái hiệu khống chế ghim thẳng đầu thì tính bay lướt và khó chịu Yone phần nào đó cũng sẽ bị counter. Đặc biệt là Nautilus khi lên món trang bị thứ hai của mình, không tính cái khiên cổ vật nhé. Món trang bị đầu tiên có lẽ vẫn sẽ ưu tiên cho mình, đó là giáp máu. Và món trang bị thứ hai hoàn toàn có thể hướng lên luôn cho mình cái tim băng, để có thể ngăn cái tốc độ đánh và khả năng đánh theo đòn đánh tay đến từ cả Jack cũng như là cho Nê nữa, thì cũng là hoàn toàn hợp lý. Cái sức sống chịu của Nautilus trong đội hình của 300 sẽ hoàn toàn cứng cáp, chưa kể là còn linh giáp của Jack được tạo ra nữa. Đồng ý. Pick Yone và thả Nautilus cho đối phương rõ ràng là một quyết định rất liều lĩnh đến từ Digma Galaxy, phải nói là như vậy. Và cũng phải nói là họ rất tự tin với con Yone trong đội hình của họ, như vậy họ mới dám làm điều đó. Và nhìn sơ qua đội hình của cả hai bên một chút xíu đi, thì có vẻ như Digma Galaxy ở trong vài thi đấu này, mặc dù cũng có Galio đấy, nhưng cái sức chống chịu và cái lượng máu của Digma Galaxy rõ ràng không thể dồi dào bằng bên phía của 300. Cái khả năng mà bên phía của 300 đánh giao tranh cò quay rõ ràng là tốt hơn rất nhiều so với bên phía đối phương. Họ có Nautilus ngoài chống chịu cực kỳ mạnh mẽ với chiêu 2 cơn giận của người khổng lồ tạo một lớp giáp ảo, và họ còn có thêm cả một con ngộ không nữa, khả năng hồi máu và khả năng làm dàn trước cũng là cực kỳ tốt. Và hai quân bài này sẽ tạo điều kiện để cho con Z nằm tay của Chaz sẽ có thể phát huy được. Mặc dù là con Z ở trong ngày thi đấu hôm nay thì đã có một màn thể hiện không thành công như là trong tay của Zhi thì phải, nhưng nằm trong tay của Chaz và nằm trong cái đội hình này của 300 thì tôi nghĩ đó lại là một câu chuyện khác. Z sẽ thoải mái chơi hơn rất nhiều. Và có một vấn đề nữa trong đội hình của bên phía Nigma là ván đấu này họ đang hơi thiếu những hiệu ứng khống chế. Còn bên phía của 300 thì lại đang có đến hai hiệu ứng khống chế diện rộng có thể tác động với nhau và có thể tương tác với nhau một cách khá tốt. Đó là khi cái vòng vây độ kiếp có thể gom đội hình bên phía Nigma Galaxy vào, thì Ngộ Không có thể ngay lập tức áp sát và hất tung đội hình đối phương lên với rất nhiều thành viên. Rồi chưa kể thêm một lần hốc tung nữa đến từ cái thủy lôi tầm nhiệt. Đó là ba chiêu cuối có thể mang lại những hiệu quả về giao tranh tổng là khá tốt dành cho bên phía của 300. Câu chuyện đổi ngược lại là bên phía của 300 thì thường có những giai đoạn đi đường cũng như giai đoạn sớm, giai đoạn đầu của trận thi đấu ấy, thì thường hay rất nhiều những cái kèo thua trước bên phía của Digma Galaxy. Cho nên ý đồ chiến thuật của họ lại chưa thực sự được triển khai thì họ đã bị quá ao tiền rồi. Thế cho nên việc cần làm ở thời điểm này đến từ 300, nếu như họ muốn nghĩ đến cái chiến thắng và trừng phạt sai lầm của đối phương, có lẽ sẽ đánh một cách hết sức cẩn trọng và cầm chừng với bên phía của Nick Malassi cho đến khi Esosen có được đủ lượng chống chịu trước đội hình bên phía Nick Malassi. Đồng ý, với một con Yone ở vai trò đi rừng thì rõ ràng là khả năng tấn công dành là đội trận của Nick Malassi cũng sẽ là rất kinh khủng. Và đặc biệt là cái đội hình của Nick Malassi họ pick ở trong ván thi đấu này, cái đội hình cũng dựa rất nhiều vào kỹ năng cá nhân của các tuyển thủ nữa. Và nếu như cái kịch bản lại diễn ra đúng như 4 ván thi đấu trước đó thì Nick Malassi sẽ là đội tuyển tiếp tục dẫn trước. Tuy nhiên, ở giai đoạn cuối thì chúng ta không thể biết trước được điều gì với màn hiện của Nigma Galaxy cả. Và chúng ta chờ đợi xem là ván thi đấu này sẽ diễn tiến như thế nào. Mới vừa rồi thì Hide có một pha di chuyển rất chủ động và ta đánh được một cái hoa soi sáng và đã phát hiện ra được Chat ở trong vòng rừng của mình. Như vậy vòng rừng của Chat đã bị lộ rồi. Còn Zhi thì có vẻ như là vẫn chưa lộ vòng rừng của mình thì phải. Có thể là như vậy. Trong khu vực nửa dưới của bản đồ thì với cả Jick cũng như là Galio, họ đã tận dụng khá tốt những cấp độ sớm để bóc đi lượng máu đến từ Esosen và Esosen phải có một nhịp biến về. Nhưng mà nhịp biến về vừa rồi thì Esosen cũng sẽ tranh thủ để có thể swap ra khu vực giữa hoặc khu vực dưới, một tình huống hất tung hai người. Không, chính xác hơn là hất tung được cái bóng của Ngộ Không lên. Nhưng Ngộ Không đến bây giờ mới phải nằm. Esosen có một chấm máu và cũng đã phải trả lại mạng hạ gục. Chiến công đầu thuộc về Nigma Galaxy và mạng gỡ gạc lại thuộc về Esosen. Esosen vẫn gỡ được một mạng ở trong pha thi đấu vừa rồi. Trụ bắn vào người của Eren quá đau, mặc dù Eren cũng đã chủ động sử dụng cái tốc biến của mình để thoát ra khỏi thềm trụ. Tôi cũng không ngờ rằng cái phát bắn cuối cùng của trụ nó lại lấy được nhiều máu của Eren đến như vậy. Rõ ràng là trong cái khoảng thời gian đầu khi mà bạn bắn trụ thì bạn sẽ cực kỳ khó để có thể tính toán sát thương đến từ những cái trụ ở giai đoạn đầu trận. Sát thương nó cực kỳ ảo luôn. Và bây giờ thì Eren quay trở ngược lại khu vực đường của mình. Nhưng bây giờ thì có Exosen đến để bảo kê cho Tatsuri. Rất khó để cho Eren tiếp tục có những kèo trao đổi chiêu thức với đối thủ, và thậm chí là Eren mới là người đang bị đánh lùi ở đây. Chính xác. Esosen là một vị tướng với Nautilus, là một vị tướng hoàn toàn counter những vị tướng có khả năng cơ động như Riven. Chỉ cần những tình huống cố gắng lướt lướt thôi là sẽ ngay lập tức có một tình huống đánh thường và bị giữ chân. Nên việc đề phòng trong tình huống vừa rồi của Eren là hoàn toàn cần thiết.
Và nhưng bù lại thì anh ta sẽ là người có quyền di chuyển sau, cũng như là có khả năng đẩy lính chậm hơn. Eosen vẫn ở lại ở khu vực đường giữa. Và có draw cũng đã có xuất hiện tại đây để khiến cho Aiden không quá thua thiệt so với bên phía của Tatsuri. Rất chi farm xong mé rừng ở phía dưới, anh ta vừa định có một pha găng và bật lên máy quét thì anh ta phát hiện một con mắt xanh được đối thủ cắm vào đây, thì cái hướng di chuyển của Zachi cũng đã lộ rồi, sẽ không có cơ sở thì Zachi phát động một pha găng ở thời điểm này nữa. Còn khu vực đường trên thì sao? Helios đang có những tình huống di chuyển là rất chủ động và có rất nhiều con mắt xanh được cắm ở khu vực nửa trên của bản đồ và sẽ khiến cho Helios an toàn với con Camille này của mình, ít nhất là trong những phút thi đấu sắp tới khi nào mà những con mắt xanh này vẫn còn thời gian tác dụng của nó. Chính xác, và cả Draw cũng đã đi qua con mắt cắm tốt này rồi. Draw cũng đang cố gắng đi vào trong những phần bụi để giấu đi tầm nhìn của mình. Nhưng thông tin thì đã biết, cho nên đó sẽ là một khoảng mà khá mất thời gian dành cho Draw. Ở thời điểm hiện tại Draw cũng đã không có tốc biến, nên cú đấm công lý kết hợp tốc biến cũng sẽ không thể được tung ra để gây bất ngờ dành cho Helios. Helios thậm chí còn là còn đang nhả nhớt với bên phía của Hide, diễn như là mình không biết gì thì phải. Helios tiếp tục có tình huống dơ cao và bây giờ thì Ui. Draw đánh rồi, cú đấm công lý hất tung Helios. Helios có level 6 và anh ta có tối ưu thường gửi vào đầu của Hide và thoát về một cách rất dễ dàng. Và sau đó thì ping cả chat đến, nhưng Zichi thì cũng đang đến. Exocen thì bây giờ mới bắt đầu di chuyển từ đường giữa lên đường trên, nhưng Hide bằng cách nào đó anh ta mất nhiều máu quá và anh ta còn hết mana nữa. Và sẽ không có cơ sở để cho Hide cùng với Draw tiếp tục tấn công vào cặp đôi Helios và chat này. Đâu đó bắt đầu nhìn thấy những sự thanh thoát ở ván đấu thứ hai và thứ ba của Nick Malassi đã không còn nữa rồi. Đã có những bước đánh một cách nó tĩnh hơn. Và đây cũng sẽ là tiền đề để cho bên phía 300 có được một thế trận hòa hoãn, không để trận thi đấu tuột khỏi tay mình quá sớm ở giai đoạn đầu dành cho bên phía của Nick Malassi. Ý số về mà hạ gục chỉ là một đề mà thôi, lượng tiền cũng đang gần như là ở mức cân bằng. Rất chi sau pha thi đấu đột biến ở giai đoạn đầu trận găng vào vị trí của Tatsuri thì từ nãy giờ anh ta vẫn chưa thể triển khai thêm một pha găng nào cả. Pha găng thứ hai của anh ta ra khu vực đường giữa thì bị phát hiện tầm nhìn bởi một con mắt xanh được cắm vào trong cái bụi nhỏ đó rất tốt. Ở đây là thời điểm mà Rất chi chắc chắn là cũng sẽ không đánh láo. Ở thời điểm này, thời điểm rất nhạy cảm, 20 giây nữa những mục tiêu lớn sẽ xuất hiện trên bản đồ. Đây là thời điểm mà cả hai bên, những tuyển thủ hai bên sẽ về nhà và lên trang bị sẵn sàng cho những pha giao tranh đầu tiên nếu như hai bên muốn va chạm. Chính xác, hãy cùng chờ xem chọn mục tiêu như thế nào đây. Chelsea đang cố gắng farm nốt con cóc ở khu vực nửa dưới của bản đồ. Và anh ta cũng đã hoàn thành xong món trang bị đầu tiên của mình, đó là kiếm năng lượng Solari. Đổi ngược lại thì Chad cũng đã hoàn thành xong cái kiếm Axa ở món trang bị đầu tiên. Phần lớn các thành viên bên phía của 300 thì đều đã có first item của mình rồi. Và đặc biệt là Esosen cũng đã hoàn thành xong cho mình đồng hồ ngưng động để có thể câu thêm rất nhiều chiêu thức nếu như có đánh nhau. Quyết định là đánh trực diện đến từ bên phía của 300. Đội Nick Magalassi phải thoái lui một chút. Cú phóng dìu vừa rồi nó cũng có một đeo vừa rồi nó không chính xác. Nhưng Draw đã sử dụng đồng hồ ngưng động và bỗng cho anh ta đặt mình vào thế giữ chân. Ở trong pha thi đấu này, một mạng hạ gục thuộc về bên phía của 300 nhưng cố gắng dồn sát thương. Nhưng dồn sát thương bị outplay bởi đồng hồ ngưng động. Bây giờ thì Esosen mới phải nằm, Tatsuji cũng đã phải nằm rồi. Khả năng sát thương và trồng CC đến từ bên phía của Nick Magalassi vẫn là khá ổn để mang về 4 mạng hạ gục. Một mình Maki ở đây, Maki còn tốc biến. Nhưng anh ta chơi được gì, anh ta tốc biến được bật vào tường. Chuyên tâm giữ hai người và đang bị ném liên tiếp bởi đó là Demon Kai. Và sẽ là mạng hạ gục được nhường lại. Nhưng nếu như không nhường thành công thì cũng sẽ là tiếp tục là một tình huống tấu hề nữa đến từ hai đại diện Philippines này. Maki thì tốc biến không qua tường, Demon Kai thì anh ta lại không đủ năng lượng, do đó anh ta chỉ có thể đánh tay vào người của Maki thôi. Mà có giết đánh tay mà không có nội tài thì cực kỳ yếu. Và Maki thì cũng đã có đủ mana và anh ta có đủ khoảng thời gian để có thể hồi lại cái linh giáp của mình. Và ta kịp bút cái linh giáp của mình để có thể chạy về. Và thi đấu rất công cần đến từ hai người chơi điện rồng của hai bên. Chứ bây giờ sẽ là con rồng nước. Con rồng nước sẽ được ăn thành công với Nick Magalassi. Bởi vì ở thời điểm hiện tại thì 300 đang hướng lên nửa trên của bản đồ để có thể lấy sĩ giả khai nước. Chắc chắn đây là một pha đuổi chắc có lợi hoàn toàn dành cho Nick Magalassi. Họ có được nhiều mạng hạ gục, họ có được con rồng nước của trận thi đấu. Và đặc biệt là Hide là người không hề giao tranh cái tình huống giao tranh dài hơi vừa rồi. Anh ta được hưởng trọn vẹn 5 lớp giáp trụ và cả cái trụ đầu tiên toàn bản đồ ở khu vực nửa trên. Một thông tin rất đáng mừng dành cho con bài Jack, một vị tướng rất cần đồ và trang bị. Và sứ giả bây giờ mới được thả, có lẽ sẽ gỡ được lại một trụ dành cho bên phía của 300. Nhưng đổi ngược lại, Nick Magalassi cũng đã kịp thời lấy cái trụ đầu tiên ở khu đường rồng. Thậm chí là họ có vẻ như đang còn muốn nhiều hơn thế cơ. Nếu như ở khu vực đường trên chưa có tín hiệu biến về đến từ các thành viên của 300 thì Nick Magalassi vẫn sẵn sàng đẩy tiếp cái trụ 2 ở khu vực đường rồng. Và sau pha thi đấu này thì Nick Magalassi đang vươn lên là đội tuyển dẫn tiền và người được hưởng lợi nhiều nhất
ở sau một loạt những tình huống macro thi đẩy trụ vừa rồi chắc chắn là HyDe. Như anh Phong đã nói, con Zac là một con vô cùng cần lượng tài nguyên đến từ những cái trụ và những đợt lính thì HyDe đang là người được hưởng điều đó. Tôi đang rất muốn nhìn lượng trang bị của HyDe ở thời điểm này. Và đó là một cái búa rìu sắc thần và đang hướng lên cho mình món đồ thứ hai, rất có thể là một cái gươm suy vong. Anh ta đang có lượng tiền là nhiều hơn so với Helios bên phía bên kia. Tôi thì đang dự đoán đó là cái búa tiến công. À, búa tiến công. Ừ, đó sẽ là cái búa tiến công dành cho Zac để anh ta tối ưu cái lượng tiền vượt trội của mình. Ở trong kèo đấu mà vốn dĩ Zac đã hơn tiền Camille mà còn có búa tiến công sớm hơn nữa thì sẽ là hoàn toàn vượt trội và hiệu quả dành cho con bài Zac này. Ở cánh ngược lại thì bên phía Nick Malassi chỉ đơn giản là cố gắng kiểm soát mid với Jhin và ép giao tranh ở cánh ngược lại. Nếu như có biến xảy ra thì Galio sẽ đến hỗ trợ dành cho HyDe. Nhìn đầu thì cánh đẩy lẻ đến từ bên phía Nick Malassi ở thời điểm này cũng sẽ là vượt trội hơn so với bên phía của 300. Đồng ý, không chỉ có Draw mà Demon Kai cũng sẵn sàng hỗ trợ những người đồng đội của mình với siêu bom địa ngục. Nhưng đây là pha va chạm tiếp theo ở khu vực đường giữa. Và sẽ chỉ bắt đầu băng qua với đặc mệnh. Và sát thương là rất nhiều đến từ đội hình của Nick Malassi. Chặt ngay lập tức bay màu, không kịp ủ gỡ gì cả. Chém gió của Eren thì không trúng ai cả, nhưng ta tìm được mục tiêu tiếp theo, đó là Tatsuri. Tatsuri đang cố gắng để có thể bỏ chạy, anh ta vẫn còn chiến binh tinh quái. Và không việc gì với Tatsuri cả, những cái trụ đường giữa này thì sao? Nick Malassi chia hai đường để ép trụ. Siêu hùng giáng thế được bay, hất tung được một người, đó là Exocet. Exocet nảy tưng tưng và chỉ có thể bấm cái đồng hồ cắt mà thôi. HyDe vẫn đang cố gắng để lấy được bài hàng cùng Exocet, nhưng ta không làm được. Exocet vẫn có sự bảo kê của những người đồng đội, ta vẫn có lưng giáp được tạo ra với cơ giới của lộ ba người còn lại của Nick Malassi đã quá tấp máu và Helios đang tiến hành truy đuổi. Anh ta đã chết được HyDe rồi, đang tiến hành tấn công vào Demon Kai. Demon Kai có gói chất nổ có thể nhảy về được, nhưng bây giờ thì 300 sẽ có cơ hội để có thể công ngược lại chủ bên phía đối phương, thậm chí là chat còn đang muốn nhiều hơn thế. Anh ta đang muốn Demon Kai vô tư thần được gặp mọi người của Demon Kai và giúp cho chat có được một màn hạ gục. Có thể nói rằng bên phía Nick Malassi rất thích băng trụ và đồng ý là họ có thể gỡ được một mạng hạ gục, nhưng họ đặt mình vào một cái thế mà không có đường lui. Và 300 trừng phạt một cách hiệu quả cái sai lầm vừa rồi của đối phương. Trụ đường giữa của Nigma đã vỡ và rất nhiều mạng hạ gục được trả ngược lại dành cho bên phía của 300. Nó rơi vào tay của Helios. Vậy thì bao nhiêu công sức cố gắng cặm cụi farm và cố gắng tạo ra được một cái cánh đẩy lẻ có lợi đến từ HyDe, nó đã trở thành công cốc xuyên suốt 9 phút thi đấu vừa rồi. Và bây giờ thì lượng tiền là cân bằng giữa Camille so với bên phía của Zac. Helios bằng tiền so với HyDe. Tuy nhiên thì sau pha giao tranh vừa rồi, cái điều đáng lo hơn dành cho Nigma Galaxy đó là sự cứng cáp của Exocet. Một pha thi đấu mà Exocet bị dùng quá nhiều sát thương, bị dùng quá nhiều hiện hỗ chế, nhưng mà anh ta vẫn có thể lùi về được. Và sau đó anh ta còn có một lớp giáp ảo được tạo ra từ cơn giận của người khổng lồ nữa, khiến cho anh ta không phải nằm. Đó là điều mà chúng ta đã dự đoán từ trước. Khi mà 300 họ pick vào gỗ không, họ pick vào Nautilus như thế này, chắc chắn là cái đội hình của họ là đội hình cò quay cực kỳ mạnh với hai chiếc tướng này. Có lẽ việc từ tốn và chậm rãi là những từ không có trong từ điển của Nigma Galaxy. Họ vẫn đánh một cách rất vội. Đó là pha mà họ băng trụ ở một cái thời điểm là rất sớm. Họ thậm chí là họ còn băng trụ khi mà đội hình của đối phương có nhiều hơn 2 thành viên. Vì vậy việc họ bị trả giá là điều hiển nhiên. Và đây sẽ là cơ hội để cho 300 gỡ được con sứ giả thứ hai của trận thi đấu. Trong khi đó con rồng còn lâu mới xuất hiện cơ. Đội hình của Nick Messi đang dồn rất nhiều thành viên xuống khu vực nửa dưới của bản đồ để cố gắng lấy cái trụ thứ hai khu vực đường rồng. Họ đang muốn tối ưu hóa lượng tài nguyên cho HyDe. HyDe đang cố gắng để có thể trụ, sau đó thì phản công sau khi lấy trụ và có siêu hùng giáng thế đến từ vị trí của Raw. Nhưng bây giờ thì 300 sẽ có thể quay trở ngược lại sau khi đối phương đã hết chiêu. Đặc mệnh được tung vào đến từ vị trí của Zachi. Rất nhiều thành viên Nick Malassi ở đây, nhưng như đã nói, đội hình của 300 là rất dai sức và họ đang chiếm ưu thế trong pha giao tranh này. Demon Kai đã cố gắng để có thể chạy với gói chất độ của mình. Ta không có tốc biến, ta bị dồn vào hàng bài chim và không còn Demon Kai nữa, không còn cả HyDe, không còn cả Zachi, không còn cả Raw nữa. Đội hình của Nick Malassi một lần nữa tan vỡ sau một pha mà họ muốn phát động tấn công. Rõ ràng là chúng ta đã nói về khả năng giao tranh tổng và khả năng chống chịu của Exocet là những thứ mà Nigma Galaxy cần phải đề phòng. Nhưng họ lại quyết định quay ngược trở lại bởi pha phát động giao tranh của Draw. Quá dễ dàng để Maki tung ra cái vòng vây độ kiếp hút được rất nhiều người. Và cái kịch bản vòng vây độ kiếp lốc xoáy hất tung toàn bộ đội hình của Nigma Galaxy nó đã đúng ở trong pha giao tranh vừa rồi. Và Exocet thì cũng chưa phải nằm lại với khả năng chống chịu cứng cáp của mình. Con rồng đất được bổ sung vào đội hình của 300. Và thêm cả những đường trụ cũng đã bị bóc đi. Trụ rồng đã có dành cho 300. Và trong tình huống thi đấu vừa rồi thì có lẽ là HyDe anh ta
Tao không biết là Hiden anh ta có muốn giao tranh hay không nữa. Anh ta không bật lên cho mình cái sức mạnh bậc thầy. Anh ta chỉ đơn giản lấy trụ sau đó anh ta lùi về. Và có lẽ là Ro là người kêu gọi trong tình huống giao tranh đó. Ro chủ động sử dụng cho mình cái siêu hồn giáng thế và sau đó thì Zachi đến với cái đặc mệnh. Nhưng tất cả những chiêu thức của Nick Magashi sau khi tung ra thì không gây được bất kỳ tác dụng nào cả. Siêu hồn giáng thế của Ro hoàn toàn trật lấp. 300 nẻ skill là cực kỳ tốt. Và sau khi mà đối phương mất quá nhiều tài nguyên giao tranh như vậy thì việc đơn giản của 300 là quay trở ngược lại và tiếp tục tấn công vào đội hình của Nick Magalaxy. Khi đó đã thiệt hại đi quá nhiều chiêu của Exocen đã có mặt ở đây, ta đang giữ sai. Anh ta chống chịu được rất nhiều sát thương. Đu dây, xin lỗi các bạn, phóng màu nèo không lùi về được. Nhưng Exocen câu chéo được rất nhiều thời gian, câu kéo rất nhiều sát thương. Một lần nữa thì Nick Magalaxy bị sa đà một trong pha giao tranh tổng với 300. Nhưng lần này Hide đã có thể gõ. Hide đã có sức mạnh bậc thầy. Helios còn một chấm máu. Hide đang cố gắng để có thể lấy mạng một trong hai thành viên Maki và Helios. Nhưng hai người này chia đam cho nhau là rất hay. Và Hide đã bị dứt điểm. Và pha giao tranh này tiếp tục lại là pha giao tranh thất bại của Nick Magalaxy. Lấy 2 đổi 4, một pha giao tranh thắng lợi hoàn toàn dành cho 300. Nó cùng một kịch bản, đó là Exocen sử dụng khả năng chống chịu cứng cáp của mình cũng như là cái đồng hồ ngưng động để câu kéo và thu hút sát thương đến từ Nick Magalaxy. Và Maki đặt một vòng vây độ kiếp rất dễ dàng để gom đội hình đối phương. Nhưng cú hất tung của lốc xoáy cũng sẽ là tiền đề tốt để cho đội hình của 300 có thể gom đội hình đối phương vào và gây sát thương lên. Một hình giao tranh tổng là cực ổn ở thời điểm này. Và có hai pha chiến thắng giao tranh liên tiếp, lấy được thêm nhiều những nguồn tài nguyên nữa. Đây sẽ là sự tự tin. Sự tự tin đang lên hoàn toàn dành cho 300. Còn những sự tự tin của Nick Malasi ở thời điểm này có lẽ nó đã trôi theo ván đấu thứ tư vừa rồi rồi. 300 bây giờ đang là đội tuyển dẫn tiền. Còn Nick Magalaxy thì đang phải đau đầu giải quyết bài toán ban tình con Nautilus của Exocen. Bây giờ họ sẽ phải mất bao nhiêu tài nguyên để có thể hạ gục được Exocen một cách nhanh nhất đây. Trong tình huống thi đấu vừa rồi thì rõ ràng là Exocen đã chứng tỏ cho chúng ta thấy anh ta đang sở hữu một con Nautilus vô cùng cứng cáp. Và nếu như Exocen cứng cáp như thế này thì bên phía 300 sẽ được lợi rất nhiều trong việc kiểm soát tầm nhìn, trong việc mở map. Trong khi đó bên phía bên kia thì Ro lại đang hơi rén ở thời điểm này. Những tình huống anh ta sử dụng cái siêu hồn giáng thế của mình và những tình huống mà Ro kêu gọi giao tranh là chưa thực sự hợp lý trong những phút thi đấu vừa rồi. Chất chi tầm này vẫn chưa thể gây đam được vào người của Exocen. Và đây là một tình huống anh ta trích sai ở phút nửa dưới quản đồ, bị găm theo với dấu ấn tử thần, bị hất tung lên. Không muốn nổi nữa, đó là chất chi. Mặc dù đã mất cả cú tốc biến, Ro cũng đã bọc lót, nhưng chất gì vẫn phải lên bảng đếm số. Tatsuri vẫn tận dụng thời cơ để ép đánh tiếp với đối phương và thêm một đồng hồ ngưng động. Outplay được chiêu cuối của đối phương, Tatsuri vẫn tốc biến thoát ra được. Nhưng anh ta cũng đã phải nằm lại, nhưng câu được rất nhiều thời gian để gọi đội hình 300 đến. Một người đang giữ tối hậu thư đó là Draw. Sau đó anh ta thoát về được những cú ném bom. Helios đã phải nằm. Hide là người có điểm hạ gục. 300 mất 2. Bên phía Nick Magalaxy cũng đã mất 2 người ở trong tình huống giao tranh vừa rồi. Nhưng đây sẽ là thế công trụ dành cho 300. Exocen và Tatsuri đánh quá trì ở trong pha thi đấu vừa rồi. 300 mất đến 2 người, nhưng nó xuất phát từ một tình huống mà Helios cũng đã băng trụ và anh ta lãnh quá nhiều sát thương đến từ trụ, anh ta đã phải nằm. Nếu Helios anh ta đánh cẩn thận hơn thì trong tình huống thi đấu vừa rồi 300 chỉ phải bỏ lại một mình cái mạng của Tatsuri mà thôi. Và đến thời điểm này thì thực sự là cái đội hình của bên phía 300 đã khá cứng cáp rồi. Còn bên phía của Nick Magalaxy thì có vẻ như Zachi đang mỏng vượt quá mức quy định. Vừa rồi một tình huống dồn sát thương đến từ chat của Tatsuri, chỉ cần hai người này kết hợp dồn sát thương thôi, Zachi đã ngay lập tức bay màu. Chắc chắn là bên phía của Nick Magalaxy từ sau thời điểm này họ sẽ gặp rất nhiều sự khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin và kiếm lại những lượng kiểm soát bản đồ ở khoảng thời gian sắp tới. Exocen chỉ cần có những góc đứng kiểu như thế này thôi, quét hết toàn bộ đội hình của đối phương, sau đó đứng rình rập, đúng là như vậy, và chờ bất kỳ ai ra đây cố gắng cắm mắt thì sẽ ngay lập tức có thủy lôi tầm nhiệt lên đầu. Thủy lôi tầm nhiệt hất tung lần 1, lốc xoáy hất tung lần 2, vòng vây độ kiếp giữ chân lần 3, rồi chuyên tâm tất cả mọi thứ dấu ấn tử thần lên đầu. Sẽ là rất khó để Nick Magalaxy lấy lại lượng tầm nhìn và thông tin ở khoảng thời gian này. 300 đang muốn kiểm soát con rồng. Mặc dù trước đó thì ở phía dưới Nick Magalaxy cũng đã đánh được một con mắt soi sáng và phát hiện ra được vị trí của khá khá các thành viên 300. Nhưng chỉ cần Exocen vẫn còn ở trên bản đồ, vẫn còn đầy đủ lượng máu, thì 300 vẫn đang vô cùng tự tin trong việc kiểm soát tầm nhìn ở xung quanh hai mục tiêu. Và thậm chí bây giờ Nick Magalaxy đang là đội phải rén. Họ quyết định là bỏ rồng và hướng lên nửa trên của bản đồ, nơi mà Hide đang solo cùng với Helios. Zachi đang ping, Zachi đang muốn tấn công vào người của Helios, nhưng Helios đã bỏ chạy. Rồng thì đã được ăn thành công bởi chat từ phía bên kia. Chính xác, Helios rất tỉnh.
Có rất nhiều lý do để Helios lui về cho tình huống này. Vì đội hình của đối phương có Galio, tối hậu thư đã được sử dụng. Liệu Galio có chiều cuối đến kịp không đây? Đó là kịp. Và Hide vẫn nhảy vào trụ để gõ vào đầu của vị trí Helios. Vẫn là rất thích băng trụ đến từ bên phía của Nikma Galaxy. Và người đang bị dồn sát thương đó là Aaron. Aaron bị dính cho mình, đó là cái dấu ấn tử thần. Nhưng ta vẫn còn khả năng chống chịu một cách rất cứng cáp. Cố gắng dồn đam vào cái chim mồi của Tatsuri là vô nghĩa. Và bị bổ ngược lại đến từ bên phía của Chad. Mắt đồng hồ ngưng động. Bên kia Exocen đã bị hạ gục rồi. Rất nhiều nguồn tài nguyên giao tranh đã dồn vào Exocen. Vậy thì lấy gì để giao tranh kế tiếp dành cho bên phía của Nikma Galaxy đây? Cho chi đang chọc liên tục, hất tung được vị trí của đó là Helios lên. Helios lên bảng đếm số, cú cắt vừa rồi là đủ sát thương để cho bên Việt Raw phải nằm. Vẫn là một tình huống giao tranh rất hỗn loạn. Nội hỏa kinh Matcha là đủ sát thương. Và Chad cũng đã phải nằm sau những cú ném bom rất chất lượng đến từ Demon Kai. Demon Kai không còn nhiều năng lượng nữa, nhưng đòn đánh thường là đủ để Tatsuri phải nằm. Chuyên tâm vẫn còn. Và Hide cũng đã phải nằm lại sau khi chuyên tâm nó kết thúc được mạng hạ gục của anh ta. Nhưng Nick Magasi vẫn còn hai người sau pha giao tranh này. Một pha giao tranh kịch liệt đến từ cả hai bên. Và khi thấy cái siêu hùng dẫn thế của Raw không có bất kỳ một cái tác dụng gì cả thì 300 quay trở ngược lại giao tranh. Nhưng Nikma Galaxy đã khôn hơn những giao tranh trước đó rất nhiều. Họ tiếp tục lừa cho 300 mất đi tương đối nhiều những chiêu cuối. Và đặc biệt là cái vòng vây đổ kiếp của Maki được tung ra trong tình huống thi đấu vừa rồi, nó cũng chỉ trúng một người mà thôi. Và đó cũng là lúc mà Nikma Galaxy họ quay trở ngược lại. Và Zetchi đã rất khôn ngoan để có thể giữ lại bộ chiêu thức của mình cho đến phần sau của giao tranh để có thể gây sát thương. Một giao tranh rất hay đến từ cả hai bên. Hai bên hắc não lẫn nhau. Nhưng tụ chung lại thì đó là một pha giao tranh mà Nikma Galaxy có lãi hơn về mặt lượng người. Tuy nhiên thì chưa có bên nào có thể có được thế để có thể ăn Baron một cách thuận lợi cả. Khi mà số lượng thành viên của cả hai bên là không còn quá nhiều sau pha giao tranh vừa rồi. Và đội hình của 300 ở trong pha giao tranh vừa rồi thì họ cũng đã bị xé lẻ ra. Một nửa thì đánh ở trong hang bùa xanh, còn một nửa còn lại thì đánh ở khu vực đường. Vì vậy cái tính đồng bộ và combo combo đến từ Ngộ Không và Kapma cũng đã không được phát huy một cách hiệu quả. Vì vậy đó cũng là một trong những tiền đề để giúp cho những người chơi có những đòn đánh tay, những người chơi có thể gây sát thương theo thời gian như là Yone của Jesse hay Jack của Hide hoàn toàn có thể được gõ thoải mái, và đặc biệt là những cú đệm bom từ tuyến sau của Demon Kai nữa. Trận đấu vẫn đang diễn ra hết sức khó đoán. Nếu như bên phía 300 đang có sự tự tin của Exocen trong việc kiểm soát tầm nhìn, thì Nikma Galaxy cũng đang chứng tỏ được sự tỉnh táo, sự tinh quái của mình. Và đây có thể là một pha mà Zetchi sẽ sai. Exocen đã tìm được Zetchi, nhưng ta vẫn có cú đặc mệnh của mình để có thể thoát sang bên kia bờ tường. Zetchi bây giờ không còn chiêu cuối, nhưng hãy nhìn ở phía trên bản đồ, Hide đang gây áp lực cực kỳ lớn. Điều này khiến cho bên phía của 300 không thể quyết liệt tung ra một pha tấn công ở vị trí của Zetchi, lúc đó đã mất đi chiêu cuối của mình. Tầm này thì Helios cũng sẽ không ngại Hide, anh ta cũng đã có cho mình combo tấn công. Chỉ là câu chuyện người đẩy lính trước và người đẩy lính sau mà thôi. Còn cánh ngược lại thì sao? Liệu Exocen có thể đủ tiền đề để tạo lên một bất ngờ với cái chiêu cuối có thể găm thẳng đầu và giữ chân đối phương hay không đây? Chiêu cuối vừa rồi đến từ bên phía ở Jesse cũng đã hồi lại một cách rất nhanh. Ít nhất là anh ta cũng sẽ đảm bảo lượng tài nguyên giao tranh của mình ở trong những pha kiểm soát sắp tới. Và đang là đứng rất sâu về phần nhà đến từ bên phía của 300. Họ đã không đủ tự tin để đứng lên cao. Rất khó. Bây giờ đứng lên cao, Maki chỉ cần đứng lên cao ngay lập tức anh ta bay màu. Còn Chad thì có thể cũng là câu chuyện tương tự như vậy. Mặc dù Chad là một con Z, tuy nhiên là anh ta cũng sẽ phải cực kỳ cẩn thận trong những bước di chuyển của mình, bởi vì anh ta đang đóng vai trò là người đi rừng trong đội hình của 300. Và bây giờ đội tuyển nào lỗi, chỉ một lỗi nhỏ thôi, đội tuyển đó sẽ có thể phải trả giá bằng mục tiêu cực kỳ quan trọng, hoặc là con rồng ngàn tuổi, hoặc là con Baron. Và cả hai bên đang cực kỳ thận trọng trong những bước kiểm soát của mình. Tạm thời ở phía hang rồng thì bên phía 300 có rất nhiều mắt xanh được cắm ở đây, và thậm chí là có cả một con mắt tím nữa. Nhưng phía của Nikma Galaxy thì cũng không vừa, họ có được một con mắt cua. Còn ở hang Baron thì tạm thời là 300 chưa có bất kỳ lượng tầm nhìn nào cả. Họ sẽ phải tiến lên đây để kiểm soát. Zetchi bắt đầu băng vào với xuất hồn. Anh ta đang bị vô sát thương bởi Chad. Có sử dụng giáng thế của Raw bay tèo. Raw mở giao tranh. King Dura kêu kích được hai người. Tatsuri đang cố gắng để chia tắt đội hình bên phía đối phương. Bên phía bên này thì Hide đang cố gắng để lấy được một màn hạ gục. Và Hide đang có thể để có thể có bên phía bên kia thì Eren quẩy rất ghê. Anh ta kịp thời bấm đồng hồ. Hide nhảy vào nền lao vào. Tatsuri đang gặp nguy hiểm, anh ta đã phải bấm đồng hồ rồi. Không còn Tatsuri trên bản đồ nữa, và Exocen cũng đã mất đi. Đội hình của Nikma Galaxy còn nguyên 5 người. Trong khi đó thì 300 không còn Tatsuri và Exocen nữa. Lấy gì làm dàn chắn cho Maki và Chad để có thể kiểm soát mục tiêu lớn đây? Và đó là hai mạng, và đó là hai mạng dành cho Nikma Galaxy. Họ vẫn còn đủ 3 thành viên. Nhưng để tìm đường được đến
Con rồng này cũng là vô cùng khó. Bây giờ đánh tiếp thì sẽ là hủy diệt dành cho Nick Magazzi rồi. Khi rồng ngàn tuổi đang ăn thành công, người đầu tiên phải nằm trong pha này đó là Chad. Người đi giặt nhà đó là Helios. Có lẽ anh ta đang cố gắng bám víu vào đợt lính đang đẩy cao ở khu vực đường rồng hay sao đây. Một người biến về, còn hai thành viên đang sẽ tiếp tục đẩy cái đợt lính ở khu vực đường giữa. Đó là Chachi cũng như là Demon Kai. Rò đang khá do dự trong quyết định của mình. Tuy nhiên thì Helios đã biến về nhà rồi. Bây giờ Rò sẽ đến hội quân với những người đồng đội của mình. Chachi thì chỉ có một mình anh ta ở đây thôi, không có những người đồng đội của anh ta sau lưng. Chỉ một pha xuất hồn và sau đó là trêu chọc đối phương mà thôi. Tình huống vừa rồi thì Nigma Galaxy đã có được con rồng ngàn tuổi và họ đang trên đà để có thể ăn luôn cả con Baron này, khi mà chat còn đến 15 giây nữa mới có thể hồi sinh. Tốc độ ăn Baron của Nigma Galaxy là rất nhanh, một đội hình cực kỳ giàu sát thương. Và chắc chắn Nigma Galaxy sẽ có được con Baron này. Và bây giờ thì 300 còn gì? 300 chỉ còn 3 trụ siêu cấp mà thôi. Nigma Galaxy đang đứng trước cơ hội rất lớn để có thể kết thúc vai thi đấu này nếu họ tận dụng đủ tốt con Baron. Và họ đang có đến 2 bùa lợi rất mạnh ở trên tay. Một là để ép đường, một là để ép giao tranh. Hãy cùng chờ xem liệu họ có thích băng trụ giống như bàn đấu trước hay không. Tầm này có rồng ngàn tuổi thì họ hoàn toàn có đủ tiền đề để làm được điều đó. Nhưng hãy đề phòng Esosen, vì dồn một nhịp vào Esosen cũng là mất rất nhiều thời gian. Không mất nhiều thời gian lắm, nửa cây sau một đợt combo, lính bắt đầu tiến vào hai đường lính siêu cấp rất gọn gàng dành cho Nick Magalaxy. Và sẽ chỉ còn nhà chính ở đây để cho bên phía 300 dựa lưng thôi. Một gõ vào người của Chad, Chad mất nửa cây. Còn ai? Helios thế thân vào trong vị trí hỗ trợ, hất tung được một người lên, đó là Hide. Nhưng Hide vẫn còn đồng hồ ngưng động để có thể câu kéo lên rất nhiều thời gian và đang là đánh nhà đến từ Nick Magalaxy. Họ sẽ chính thức đại diện Philippines tiến vào vòng thi đấu chính thức của WAL Asia 2023. Và cuối cùng thì thằng may mắn, à không phải, thằng chiến thắng cũng đã mỉm cười với Nick Magalaxy. Sau một loạt những ván thi đấu thất bại rất đáng tiếc thì cuối cùng bằng cướp áo tím, những chiến binh áo xanh đã có thể có được chiến thắng chung cuộc ở trong trận BO5 này trước đối thủ cực mạnh đó là 300. Ván thi đấu cuối cùng là ván thi đấu mà 300 cũng đã thể hiện một màn trình diễn vô cùng sáng. Đã tưởng chừng như có những lúc 300 mới là đội tuyển nắm được thế trận, nhưng trong thời khắc quyết định nhất, trong pha giao tranh then chốt nhất thì Nigma Galaxy là đội tuyển làm tốt hơn. Và họ qua đó có thể kiểm soát được cả hai mục tiêu lớn ở trên bản đồ, đặc biệt là của Baron. Và pha thi đấu cuối cùng thì đề đã lết vào được đỉnh nhà chính của bên phía đối phương, tạo tiền đề cho Draw có thể bay siêu một giáng thế theo anh ta. Và sát thương của Hide, sát thương cùng với người những người đồng đội của Hide nữa là đủ để dứt điểm nhà chính của Nick Magalaxy chỉ với một con Baron mà thôi. Vậy là cuộc hội ngộ với những người đồng đội cũ của Hide đã phần nào đó đã thực sự là rất thành công, trừ những cái sai lầm đáng tiếc khiến cho họ có được những cái trận thua. Còn với tỷ số 3-2 này vẫn là một cái kết có hậu dành cho Hide với cuộc hội ngộ này. Nhìn lại ván đấu thì chúng ta có thể nhìn thấy về những pha giao tranh cuối cùng, 300 đang giữ cự ly đội hình của mình không tốt. Họ liên tiếp chia lẻ đội hình của mình ra và những hiệu ứng CC của họ thì lại không được chồng chung với nhau. Đó là lý do vì sao mà những đội hình đánh theo thời gian, đánh theo DPS đến từ Nick Magalaxy liên tiếp là đội tuyển giành được chiến thắng. Thực sự là đáng tiếc dành cho 300 khi họ đã kéo trận thi đấu đến ván đấu thứ 5 rồi nhưng không thể giành được tấm vé sớm của khu vực Philippines. Nhưng không sao, 300 vẫn còn cơ hội làm lại vào ngày mai trước đối thủ là Phenol Adversity. Phenol Adversity là một đối thủ mà 300 đã từng chiến thắng ở giai đoạn 1, và thậm chí là 300 đã từng chiến thắng Phenol Adversity với tỷ số hủy diệt là 2-0 cơ. Cho nên là đối với 300 thì cơ hội vẫn luôn còn đó, tấm vé thứ hai vẫn luôn còn đó và họ sẽ cố gắng vào ngày mai. Còn đối với Nigma Galaxy thì xin chúc mừng các chàng trai của Nigma Galaxy. Họ vẫn đang xứng đáng với ngôi vị số 1 Philippines ở thời điểm này. Mặc dù là đội hình 300 là đội hình đã được đánh giá cao hơn họ rất nhiều. Thực ra không phải rất nhiều, cao hơn một chút trước khi mà trận thi đấu này bắt đầu. Nhưng dẫu sao cũng là cao hơn, khi mà Nigma Galaxy không có được sự phục vụ của người chơi trẻ tuổi khu vực được trên, đó là Chami. Nhưng Hide cũng làm rất tốt trong ngày thi đấu hôm nay và cũng đã góp phần đưa Nigma Galaxy đến chiến thắng. Và xin chúc mừng các thành viên Nigma Galaxy một lần nữa vì điều đó, vì sức mạnh tình bạn của họ. Chính xác. Và chúng ta đã được nhìn lại những tình huống combat, những tình huống highlight ở trong ván đấu thứ 5 vừa rồi. Sau 23 phút 53 giây thi đấu thì cuối cùng Nigma Galaxy cũng đã cầm được tấm vé của mình để đi tiếp. Đây là những thông số sau trận đấu. Người có được lượng đam lớn nhất ở trên bản đồ vẫn luôn là con Magic nếu như nó được xuất hiện. Còn bên phía đội hình của 300 cũng đã có một ván đấu phải dành lời khen cho họ khi đã có những thời điểm họ kết hợp được bộ combo
của mình và kết hợp được khả năng giao tranh tổng để có thể khiến cho Nick Magalassi cảm thấy toát mồ hôi. Nhưng ở những pha giao tranh quyết định về giai đoạn cuối trận đấu thì kỹ năng cá nhân của Nick Magalassi mới là lên tiếng và làm tốt hơn, và họ chiến thắng một cách thuyết phục ở trong ván đấu cuối cùng này. 3-2 là tỷ số chung cuộc, và chúng ta vừa mới được theo dõi trận thi đấu cuối cùng của ngày hôm nay, trận BO5 cuối cùng, và Nick Magalassi là đội tuyển giành vé cuối cùng của ngày hôm nay. Chúng ta đang được theo dõi lại, chứng kiến lại chân dung của MVP ở trong ván thi đấu vừa rồi. Đó chính là Demon Kai với con Zeke của mình, con Zeke với rất nhiều sát thương. Demon Kai làm rất tốt ở trong cả ngày thi đấu hôm nay.